Martin. Hello em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Ngày hôm nay thì mình đã mượn được phiên bản cao cấp nhất của Asus. Thì đây là phiên bản ROG Strix Gaming RTX 4090. 4090 ra mắt được một khoảng thời gian chắc là được hơn tháng rồi. Và đến bây giờ mình mới trên tay được một phiên bản có thể nói là phiên bản custom lại. Tại sao mình lại nói là custom? Có thể như anh em search trên trang chủ của NVIDIA thì anh em sẽ nhìn thấy một cái phiên bản là RTX 4090. Thì cái phiên bản đấy thông thường thì sẽ được gọi là phiên bản Karawa Stock. Và trong năm nay gần như anh em sẽ không thể mua lại được những cái phiên bản như vậy đến từ NVIDIA. Lý do bởi vì là anh em có thể nhìn được cái thiết kế của những phiên bản làm lại như này. Thì những cái phiên bản làm lại thì sẽ được gọi là những phiên bản được custom lại đến từ các hãng nhá. Những cái phiên bản như này nó sẽ có kích thước lớn hơn. Và những cái thông tin mà anh em nhìn được 4090 ấy có kích thước trên hãng chỉ chủ yếu là render. Và người dùng thì hầu hết người ta sẽ không mua đâu. Mình sẽ nói sơ qua một chút về mặt thông số của sản phẩm đi. Nếu như so với cái phiên bản RTX 3000 series thì anh em sẽ thấy được là với dòng 3000 series chúng ta sẽ thấy phiên bản RTX 3090 và 3090 Ti có 24GB VRAM GDDR6X. Thì với phiên bản 4090 chúng ta vẫn sẽ có 24GB VRAM GDDR6X. Tuy nhiên năm ngoái thì một số những công việc cụ thể mới cần đến 24GB VRAM thôi. Còn khi mà anh em chơi game thì hầu như không đạt được cái yếu tố đấy liên quan đến nhân GPU bên trong nữa. Năm nay nhân GPU bên trong đã được cải tiến thêm. Và với việc nhân GPU bên trong được cải tiến thêm và lượng VRAM vẫn giữ như vậy, nhất thì làm cho sản phẩm không bị đẩy giá lên cao. Và cái thứ hai nữa, nó sẽ phù hợp hơn dành cho game thủ muốn chơi game ở trên độ phân giải 4K mà không muốn lãng phí quá nhiều VRAM. Bởi vì VRAM mà bị lãng phí thì chúng ta sẽ tốn thêm một chút hầu bao. Cái lượng nhân CUDA Core bên trong của phiên bản RTX 4090 hiện tại là 16.000 nhân khi so với 3090. Rõ ràng là vượt trội hơn nhiều, kể cả so với 3090 Ti vẫn là vượt trội hơn. Còn cụ thể về mặt hiệu năng như thế nào thì mình sẽ gửi đến cho anh em trong video sau. Trong video đấy ấy, thì mình sẽ đánh giá nhiều hơn liên quan đến cái khía cạnh về hiệu năng này và điện năng tiêu thụ của sản phẩm. Nhân tiện nhắc đến điện năng của sản phẩm thì anh em đã biết đến là mặc dù năm ngoái NVIDIA đã chuyển sang những mẫu card đồ họa các phiên bản Founder Edition chuyển sang là cổng 12 pin, thì NVIDIA có cái cổng này là Microfit. Với cổng 12 pin thì sẽ được làm duy nhất một cổng cấp nguồn thôi, sau đấy thì chúng ta sẽ nối thêm những dây vào hoặc là trong cái bộ nguồn đấy có hỗ trợ luôn. Tuy nhiên thì năm ngoái họ vừa đưa ra cái tiêu chuẩn đấy thì họ sẽ không thể nào mà yêu cầu tất cả hãng đồng bộ ngay lập tức được. Tất nhiên là có một số hãng đã đưa ra những cái phiên bản nguồn rồi, tuy nhiên thì sẽ không thể đồng bộ được ngay, và NVIDIA cũng không bắt những cái hãng đấy đồng bộ ngay. Thay vào đấy là chúng ta vẫn thấy những mẫu card đồ họa có những cổng cấp nguồn như cổng cấp nguồn 6 pin, cổng cấp nguồn 8 pin. Tuy nhiên sang năm nay 4090 đã chuyển sang cổng 12 pin Microfit trên tất cả những phiên bản rồi. Thì ở đây mình đang có cái phiên bản đấy để dành cho 4090. Thì nhìn sâu qua một chút thì với cổng cấp nguồn 12 pin thì mọi người cũng có thể nhìn thấy được là cái kích thước của sản phẩm đã nhỏ rất nhiều rồi. Thế nên khi mà chúng ta cắm vào thì dây dợ sẽ đỡ lằng nhằng hơn, người dùng đỡ phải lo lắng nhiều hơn để có thể cắm vào và sử dụng được luôn. Đấy là chỉ mặt lý thuyết. Còn hiện tại với những cái bộ nguồn ở trên thị trường thì chúng ta sẽ phải cần một khoảng thời gian nữa để có thể tối ưu và tương thích chỉ có duy nhất một cổng 12 pin thôi. Còn hiện tại thì đây chưa chắc đã dễ hơn đâu. Đây là 4 cổng cấp nguồn 8 pin nối vào một cổng 12 pin. Thì điều này có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa về mặt cơ bản thì đấy, chúng ta vẫn có thể cắm một phát được luôn. Thế nhưng để cắm được điều đấy chúng ta sẽ cần phải cắm vừa cả 4 cổng này. Thì làm thế nào để vừa? Thì với những cái bộ nguồn ở trên thị trường, từ những bộ nguồn 750W trở lên thì đã có những cái cổng cấp nguồn 8 pin này rồi. Thật ra thì một số bộ nguồn 650W mình thấy cũng đã có 8 cổng rồi. Thế nhưng chúng ta sẽ không thể dùng được như vậy, bởi vì là họ cho nhiều thôi nhưng không nghĩa rằng chúng ta có thể cắm hết vào và để có thể cung cấp điện dành cho em đấy. Thì theo như khuyến cáo với những phiên bản RTX 3000 series như kiểu 3090, 3090 Ti đã yêu cầu bộ nguồn là khoảng 850W rồi, thì với 4090 bộ nguồn theo như mình thấy phù hợp nhất hiện tại là bộ nguồn 1000W trở lên. Nếu như anh em nào có điều kiện thì có thể đọc thẳng 1200 luôn cho cẩn thận, bởi vì là những người sử dụng những cái phiên bản như là 4090 thì sẽ hướng đến sử dụng là Intel Core i9 đấy. Thì Intel Core i9 sẽ loanh quanh khoảng chừng 240-280W các loại, thì gấp đôi chỗ ấy lên thì một bộ nguồn kiểu 1000W 1200 là vừa đẹp luôn. Với 4 cổng cấp nguồn 8 pin dự kiến là cũng sẽ là ấm áp đấy. Với phiên bản Founder Edition thì sẽ có kích thước khá là nhỏ thôi. Nếu mà so với những cái phiên bản custom lại như này thì sẽ có kích thước nhỏ. Nhỏ ở đây là thứ nhất là bảng mạch có ngắn, và cái thứ hai nữa họ làm để cho người dùng có cái nhìn tượng trưng thôi. Thì đây mình sẽ cầm lên để cho anh em nhìn được.
là nó nặng tới cái mức nào. Về mặt cơ bản thì những cái phiên bản 4090 thì cái bảng mạch đã không còn dài nữa rồi. Thay vào đấy chúng ta sẽ có một bảng mạch ngắn hơn. Thì ở đây như mọi người có thể nhìn thấy là mặc dù kích thước của card rất dài, thế nhưng bảng mạch chỉ chiếm đến 2/3 của card họa mà thôi. Còn đâu thì là khu vực liên quan đến heat sink, LED RGB và những cái khu vực giáp để có thể bảo vệ. Thì nhìn sâu qua bên ngoài một chút thì đây, đây được làm từ nhựa nhá. Đây là nhựa cứng, ở bên trên thì có dán thêm những cái lớp kim loại bóng nữa. Năm nay thì những cái phiên bản cao cấp đã bớt màu mè hơn, nhưng theo như mình thấy ấy, là hầu như các hãng đều hướng đến như vậy. Những cái phiên bản cao cấp thì họ đều hướng đến những cái sự đơn giản lại một chút, và họ thay những cái thành phần LED RGB bằng những linh kiện cao cấp và những cách build tốt hơn. Thì với phiên bản đến từ Asus mình cũng thấy như vậy. Những cái khu vực ốp ngoài quạt đây thì được làm bằng nhựa, tuy nhiên phần khung vẫn được làm bằng kim loại để có thể đỡ được em nó. Thì về mặt kích thước cơ bản này sẽ chiếm khoảng 3 khe PCIe, và ở đây sẽ có một khe PCIe X16 PCIe Gen 4 thông thường. Khi mà chúng ta cắm vào thì chắc chắn kể cả cái khe PCIe của anh em có được bọc giáp hay không thì cũng không quan trọng lắm, bởi vì chắc chắn nó sẽ bị cong. Anh em nhìn được cái độ dày của sản phẩm lớn như này. Và để giải quyết được cái vấn đề đấy thì với phiên bản 4090 ROG Strix Gaming này thì Asus đã có tặng kèm theo ở đây là một cái graphic card holder. Đây, kích thước trông thì nhỏ gọn thôi. Anh em có thể tưởng tượng ở đây khi chúng ta cắm vào thì đặt ở đây thì nó sẽ giữ dành cho anh em. Tất nhiên thì những cái phiên bản đến từ hãng luôn thì trông sẽ rất là đẹp, và nó không chỉ để trang trí mà chúng ta vẫn có thể thay đổi về mặt kích thước. Đây, bình thường này kéo dài hết cỡ thì đây chúng ta sẽ có như thế này đó, và gần như là tương thích với những cái mẫu vỏ cây trên thị trường. Với những vỏ cây full tower thì cũng có thể là khó nếu vỏ cây nào dài quá, còn những cái vỏ cây mà cắm những cái bên ATX thông thường thì chắc chắn 100% sẽ vừa nhá, dài thậm chí là còn hơi thừa. Và nếu như anh em nào mà khi mà sử dụng ấy mà muốn tháo cả đồ họa ra mà quên không có tua vít thì cái graphic card holder này rút thẳng ra thì nó là một cái tua vít luôn. Và khi anh em vặn lại đây, chúng ta sẽ có một cái tua vít rồi. Tua vít khá là nhỏ thôi, mình cũng đã vặn thử rồi, nó chủ yếu mang tính chất chữa cháy nhiều hơn, bởi vì là anh em biết mà, đồ tặng kèm nó nhỏ như này chúng ta chỉ dùng làm graphic card holder thôi, để dùng hơi sai mục đích rồi, nhưng không sao, có còn thật không. Asus cũng đã khá đầu tư. Quên mất mình chưa nói đấy, nãy mình có bảo là thay thế bớt khu vực LED RGB thì không nghĩa rằng những phiên bản cao cấp như này thì sẽ thiếu đi LED RGB. Về mặt dòng chữ GeForce RTX ở đây thì chúng ta vẫn sẽ là dòng chữ được in lên thôi, tuy nhiên cái dòng chữ biểu tượng của ROG là Republic of Gamer, chúng ta vẫn sẽ có LED RGB để có thể hiển thị được khu vực đấy. Còn về cái phương hướng sử dụng thì sẽ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu cá nhân thôi. Nếu anh em nào mà cảm thấy kiểu mình muốn bó cần đấy, muốn cho cả họa của chúng ta không nhìn thấy bất kỳ một cái dây dợ nào, thì đây, khi anh em cắm vào cổng 12 pin, anh em dựng cả họa lên thì chúng ta sẽ có cái bề mặt trông khá là clean. Còn nếu anh em nào mà muốn cắm ngang thì cắm graphic card holder là xong rồi. Thậm chí là một số dòng vỏ cây cao cấp của Asus họ còn có sẵn thêm cả những cái đỡ card họa nữa, thì một graphic card holder anh em để ở đây này hoặc để ở mép, và hai cái đỡ đặt card họa nữa thì không bao giờ cong được, dùng quá thoải mái. Và đây là cái bài trên tay đánh giá nhanh sản phẩm là RTX 4090 phiên bản cao cấp Asus ROG Strix. Về mặt cơ bản đi, cơ bản thì hơi nhiều. Những phiên bản cao cấp như này chúng ta sẽ có cái LED RGB tối giản này, dòng chữ Republic và LED ở quanh viền. Tiếp theo nữa là build chắc chắn rất nhiều những kim loại, kể cả khu vực logo và đằng sau miếng backplate cũng được làm từ kim loại luôn. Cạc cực kỳ nặng, cái này mang vào theo cân khéo cũng được giá phết. Thì trong một video tiếp theo thì mình sẽ gửi đến cho anh em cái bài đánh giá về mặt hiệu năng cũng như nhiệt độ của sản phẩm. Thì ở trong cái bài đấy thì mình cũng sẽ show cho anh em là khi chúng ta cắm 4 cổng cấp nguồn 8 pin và sử dụng hết điện năng thì sẽ tiêu thụ bao nhiêu điện năng. Thì lúc đấy anh em sẽ biết được là cái bộ nguồn khi mà chúng ta sử dụng là bao nhiêu. Còn về mặt cấu hình của sản phẩm khi mà sử dụng thì với cái dòng cao cấp như này thì anh em có thể sử dụng trừ i3 nhá, anh em bớt xem những cái video kiểu làm về bốc cả đồ họa cao cấp xong đi với i3 nhé. Chúng ta nên lựa chọn những cấu hình nó phù hợp nhất và tối ưu, và về mặt giá thành thì chúng ta có thể sử dụng lâu dài. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.